hoặc trong vô lượng các thế giới thị hiện xuất ra thành Phật đạo, cho đến cuối cùng vào Niết Bàn, phân bố thân đó xây chùa tháp, hoặc Đức Phật ở trong vô lượng tất cả thế giới thị hiện tướng tỳ kheo tu học Phật Pháp, sau đó thành Phật, cho đến cuối cùng vào Bát Niết Bàn, phân bố xá lợi cho quốc vương và chúng đệ tử, xây dựng chùa tháp, cúng dường làm nơi thờ xá lợi. Như vậy đủ thứ vô biên hạnh, đạo sư diễn nói chỗ Phật ở, hết thảy công đức của Thế Tôn, thệ nguyện tu hành đều thành tựu. Đủ thứ vô biên hạnh nguyện như vậy, Đức Phật diễn nói pháp môn chỗ của Phật ở, hết thảy tất cả đại công đức của Phật, Bồ Tát thệ nguyện tu hành đều rốt ráo, cũng thành tựu giống như Phật. Chỉ đem căn lành đó hồi hướng, chủ nơi pháp phương tiện như vậy. Như vậy tu tập hạnh Bồ Đề, tâm đó rốt ráo không nhàm mỏi. Khi Bồ Tát đem đủ thứ căn lành của mình tu được, hồi hướng cho chúng sinh, thì trụ nơi đủ thứ pháp môn phương tiện như đã nói ở trên. Như vậy tu tập hạnh Bồ Đề, thì tâm Bồ Tát tu đạo chỉ biết tiến về trước mà không thối lùi về sau, bất cứ lúc nào tâm cũng không nhàm mỏi. Hết thảy thần thông của Như Lai cùng với vô biên thắng công đức, cho đến các trí hạnh thế gian, tất cả đều biết không cùng tận. Khi Bồ Tát tu công đức viên mãn, thì đối với hết thảy đại thần thông của Phật cùng với vô biên công đức thù thắng, cho đến tất cả hạnh môn trí huệ của thế gian, Bồ Tát thầy đều biết không cùng tận. Tóm lại, Bồ Tát có năm nhãn sáu thông, chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy. Hết thảy cảnh giới không khác gì lắm với Đức Phật, chỉ còn một phần sinh tướng vô minh chưa dứt được, cho nên đã đến được bậc đẳng giác mà chưa đến bậc diệu giác. Như vậy tất cả thiên nhân sư, tùy theo tất cả các cảnh giới, ở trong một niệm đều tỏ ngộ mà cũng chẳng bỏ hạnh Bồ Đề. Như vậy tất cả các Đức Phật, tùy theo hết thảy tất cả cảnh giới thần thông biến hóa, ở trong một niệm đều tỏ ngộ. Tuy nhiên Bồ Tát tỏ ngộ tất cả nhưng vẫn y chiếu hạnh Bồ Đề của Bồ Tát tu mà thực hành, vẫn không xả bỏ hạnh Bồ Đề. Các hạnh vi tế của chư Phật với tất cả cõi đủ thứ pháp, nơi đó đều tùy thuận biết được, rốt ráo hồi hướng đến bờ kia. Mười phương chư Phật hết thảy hạnh vi tế với cõi nước chư Phật mười phương, đủ thứ pháp môn, người tu hạnh Bồ Tát đều tùy thuận biết được pháp môn hồi hướng rốt ráo, có thể đến được bờ bên kia. Có số vô số tất cả kiếp, Bồ Tát biết rõ tức một niệm, nơi đó kéo vào hạnh Bồ Đề, thường xuyên tu tập không thối chuyển. Bồ Tát biết rõ đạo lý viên dùng vô ngại, kiếp dài không chướng ngại kiếp ngắn, kiếp ngắn cũng không chướng ngại kiếp dài, có số và vô số tất cả kiếp. Bồ Tát có thể ở trong một niệm hoàn toàn biết rõ, Bồ Tát kéo vào hạnh Bồ Đề này, thường tinh tấn sinh tu tập, tuyệt đối không thối chuyển. Bồ Tát thời thời phát tâm Bồ Đề, thời thời phát tâm rộng lớn, vì cứu độ chúng sinh, nỗ lực tu tập căn lành, hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh sớm thoát khỏi biển khổ. Chúng ta người tu đạo, mọi người phải có tâm đại công vô tư, nếu phát nguyện thì phát nguyện lớn, tất cả vì chúng sinh mà nghĩ tới. Đừng phát nguyện nhỏ, chuyên nghĩ đến mình, hy vọng mọi người phát nguyện lớn, tận hư không khắp pháp giới, tất cả vì cứu chúng sinh tu Bồ Tát đạo. Mười phương hết thảy vô lượng cõi, hoặc có tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, cùng với tất cả các Như Lai, Bồ Tát đều phân biệt biết được. Mười phương hết thảy vô lượng cõi nước chư Phật, hoặc có cõi tạp nhiễm, hoặc có cõi thanh tịnh. Tóm lại, nếu tâm chúng sinh tạp nhiễm, thì cõi nước đó tạp nhiễm. Nếu tâm chúng sinh thanh tịnh, thì cõi nước thanh tịnh. Hết thảy chư Phật ở tại thế giới nào, Bồ Tát hoàn toàn biết rõ. Thế giới nào tạp nhiễm, thế giới nào thanh tịnh. Vị Phật nào ở tại thế giới này thuyết pháp, vị Phật nào ở tại thế giới kia thuyết pháp, Bồ Tát đều biết rất rõ ràng. Ở trong niệm niệm đều thấy rõ, vô lượng kiếp không thể nghĩ bàn. Như vậy ba đời không thừa sót, tu hành đầy đủ hạnh Bồ Tát. Bồ Tát ở trong niệm niệm thấy được vô lượng kiếp không thể nghĩ bàn, cũng ở trong một niệm mà thấy rõ được. Như vậy biết được tất cả tình hình ba đời, chẳng có việc gì mà không biết, cho nên nói không thừa sót, viên mãn đầy đủ hạnh Bồ Tát của Bồ Tát tu. Bình đẳng vào trong tất cả tâm, vào tất cả pháp cũng bình đẳng. Tận hư không cõi Phật cũng thế, hạnh tối thắng đó đều biết rõ. Đối với tâm của tất cả chúng sinh, bình đẳng mà vào. Đối với tất cả pháp cũng bình đẳng mà vào.
tận hư không khắp pháp giới, mười phương ba đời, tất cả cõi nước chư Phật cũng tình hình như vậy, bình đẳng mà vào. Bồ Tát tu hành hạnh thù thắng, hoàn toàn biết rõ tình hình như vậy. Sinh ra chúng sinh và các pháp, hết thảy đủ thứ các trí huệ, thần lực Bồ Tát cũng như thế, như vậy tất cả không cùng tận. Sinh ra tất cả chúng sinh và tất cả các pháp, hết thảy đủ thứ tất cả trí huệ, sức thần thông của Bồ Tát cũng là như vậy. Chúng sinh cũng chẳng có cùng tận, pháp cũng chẳng có cùng tận, trí huệ cũng chẳng có cùng tận, thần lực của Bồ Tát tu cũng không cùng tận. Các trí vi tế đều khác biệt, Bồ Tát nhiếp hết không thừa sót, đồng tướng dị tướng đều khéo biết, như vậy tu hành hạnh rộng lớn. Tất cả trí huệ vi tế thảy đều khác biệt mà chẳng giống nhau. Bồ Tát đối với trí huệ vi tế nhiếp khắp hết, chẳng có thừa sót, bất luận là đồng tướng hoặc dị tướng, Bồ Tát đều biết được, như vậy tu hành hạnh môn rộng lớn. Mười phương vô lượng các cõi Phật, trong đó chúng sinh đều vô lượng, cõi sinh giống loài đủ thù đặc, chỗ ở hạnh lực đều biết được. Mười phương vô lượng cõi nước chư Phật, chúng sinh ở trong đó đều vô lượng, cõi sinh giống loài cũng có đủ thứ sự khác nhau, chỗ ở của tất cả chúng sinh. Sự tu hành thần lực Bồ Tát hoàn toàn minh bạch biết rõ. Đời quá khứ vị lai hiện tại, hết thảy tất cả các đạo sư, nếu ai biết đó mà hồi hướng, tức với Phật đó hành bình đẳng. Đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, ba đời hết thảy tất cả chư Phật, đều có người biết chư Phật vì chúng sinh hồi hướng, thì người đó tu hành hạnh bình đẳng với Phật. Nếu người hay tu hồi hướng này, tức là học hành đạo của Phật, sẽ được các công đức của Phật, cùng với nhất thiết trí của Phật. Nếu như có người hay tu hành hồi hướng bình đẳng, tức là học tập theo con đường của Phật thực hành, sẽ đắc được hết thảy công đức của mười phương chư Phật, cùng với hết thảy trí huệ của mười phương chư Phật. Tất cả thế gian không thể hoại, tất cả sở học đều thành tựu, thường hay nghĩ nhớ tất cả Phật, thường thấy tất cả đèn thế gian. Thiên mà ngoại đạo của tất cả thế gian không cách chi phá hoại được trí huệ này. Tất cả pháp môn học tập đều sẽ thành tựu, thường nghĩ nhớ mười phương chư Phật, thường thấy được mười phương chư Phật. Thắng hạnh Bồ Tát không thể lường, các pháp công đức cũng như vậy, đã trụ Như Lai vô thượng hạnh, đều biết sức tự tại của Phật. Bồ Tát tu vô lượng hạnh môn thủ thắng, không thể nào suy ngẫm, không thể nào dùng lời luận bàn được, tích tụ tất cả công đức pháp lành, cũng tình hình như vậy. Vị Bồ Tát này đã trụ ở trong hạnh môn vô thượng của Phật, hoàn toàn biết được sức thần thông tự tại, đại oai đức của mười phương chư Phật.